1, 2, 1, 2, 3. Đây, hôm nay gia đình mình đi ăn nhà hàng Sài Gòn Quán. Nhà ơi. Đây là anh Bảo Thủy, gia đình Thủy. Là Nicky Thủy. Đó. Đây là Thư Thủy, còn là Thủy. Ở đây là Nhi Thủy. Đó, được gái. Trời. Đồ ăn ở đây ngon lắm cả nhà. Đây là món đầu tiên là cái nhà bao tử cá xào bông hẹ, hấp dẫn không? Món thứ hai lóc tờ rang muối ngon không? À, cái mồng rang muối là hai món hấp dẫn. Món thứ ba chân gà chiên với mắm cua. Món thứ tư lòng mà này lòng gì lấy dao lòng à. Lòng chống mắm gì vậy? Lòng chống mắm mắm tôm. Món thứ năm là lẩu dê rồi có nhiều đó cái nhà mình à. Có cái trong nhà hàng này không có bóng bia nữa, phải nhờ cái cháu nó đi kiếm cái gì. Đây là nhà hàng Việt Nam, cái nhà bán đồ rất là ngon rồi. Lẩu dê, lòng, lóc tờ rang muối, chiên gà chiên với mắm. Bên kia là món gì mới này? À, bao tư cá. Trời ơi, sao tôi cái này trong thầm ngon. Ủa là tấu cá nào đủ. Đây nhà mình đi ăn rồi, còn đây là đi cái thủy rồi. Nhà Bảo Thủy. Thôi. Dạ bé. Dạ. Dạ. Hello, hello. Bà chủ kênh. Chân gà ở đây á, chiên á, giòn giống như ở Việt Nam. Dạ. Không, nhưng mà nó chân gà dễ ăn á. Nướng gì cũng dễ ăn, ngon dễ ăn á. Ngon. Ăn quà. Nhưng mà cái này phải có biết là cái làm gì cũng dơ. Đây là gia đình lộn xộn. Có mấy người lộn xộn kia. Thì có chứ. Đưa dĩa dân tay kêu thôi. Kêu 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 ngon lắm cái nhà ơi. Cái này là tôm hùm nước Việt Nam. Nó làm rau muối ăn ngon lắm. Cái nhà thấy không? Thì nó ăn muối sao mà ăn nhiều cái cây mà mặn á. Qua cho biết nhà nó ngon rồi. Có gì mình chia sẻ những món đồ ăn ở bên Mỹ là cho cả nhà coi nhé. Những món đồ ăn tại nhà hàng Việt Nam. Phải tiên sĩ không? Mấy giờ mình đi? 4 giờ. 5 giờ hôm qua. Quên chơi hết. Tới vậy.
hello. Hôm nay mình đi tới đâu thì tên Tư Phạm mà cái món cái gì món ăn ở Việt Nam đó nè. Món ăn Việt Nam ở trong nhà hàng Việt Nam. Cả nhà Cathy giờ mới tới nè. Dạ cả nhà cái Cathy cả nhà. Cái Cathy xinh đẹp không? Đó hai vợ chồng. Nãy giờ có quay. Có không đợi không? Không ăn thử này nè. Cái gì vậy? Ở dê đây ngon lắm á cả nhà. Chứ có nghĩ giờ muốn ăn cái gì cũng có đầy đủ hết trơn. Tại vì người Việt Nam qua đây định cư rất là nhiều. Mến chào cả nhà. Nói chung là mình ở bên đây thì có những cái gì mà mình đi ăn đâu thì mình quay những cái đồ ăn của bên những đồ ăn của Việt Nam bên Mỹ tại xứ Mỹ cho cả nhà mình cùng coi. Riêng cái món này là của Mỹ, cái món này là bên Mỹ mà Việt Nam bây giờ cũng có lớp cờ răng muối làm rất là ngon, làm theo kiểu Mỹ cái này, làm theo kiểu Mỹ phải kiểu Việt Nam, ở Việt Nam làm sao mình không biết. Cảm ơn cả nhà. Vô mời cả nhà luôn. Cái nhà thấy không? Mấy cô này nãy cô đói, mặt cô là cũng nhanh mà bây giờ cũng cười tươi. Giống như nào năng lượng vô. Dùng cái kìa. Ăn xong cười tươi ghê luôn rồi. Chào cả nhà. Đã đến kênh của Kim Phạm nha. Chúc cả nhà có kinh nha. Nói trên ô tô thì có kinh nha. Hai con cây lớn của mình nè. Đây là cháo. Cháo cây bằng cậu. Sao mà hồi ăn uống xong thì đã xong hết cả nhà ơi. Chào, cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Dạ, lần nữa cảm ơn cả nhà đã xem video. Kính chúc cả nhà mình luôn tràn đầy sức khỏe và thành công trong mọi sự nghiệp hết cả nhà. Thank you, bye bye.